báo cáo gần đây của Information Connect Academy cho biết, ông Elon Musk có thể là tỷ phú có khối tài sản ngàn tỷ đầu tiên trên thế giới. Theo đó, dựa vào tốc độ tăng trưởng tài sản của Elon Musk mỗi năm khoảng 110%, thì tới năm 2027, ông sẽ sở hữu khối tài sản 1.000 tỷ đô la Mỹ. Theo danh sách tỷ phú dựa trên thời gian thực của Forbes, giá trị tài sản ròng của Elon Musk đã đạt 267,3 tỷ đô la Mỹ vào ngày 24 tháng 3. Elon Musk là người đồng sáng lập 6 công ty, trong đó có hãng ô tô điện Tesla và tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX. Hãng xe điện Tesla đã đóng góp một phần không nhỏ vào vận may bùng nổ của Elon Musk. Tuy nhiên, dự án khám phá vũ trụ SpaceX mới là yếu tố đưa tài sản của ông lên tới 12 con số. SpaceX đã kiếm được nguồn doanh thu khổng lồ nhờ sứ mệnh vận chuyển hành khách và hàng hóa lên vũ trụ.